Sánh vai tình tứ với Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương đanh giọng tuyên bố dứt khoát một lần nói hết chuyện tình cảm. Nữ diễn viên khẳng định sau khi phim mới được khán giả đón nhận, cô sẽ lên tiếng chính thức về chuyện tình cảm với Trường Giang. Chiều 28 tháng 5, Nhã Phương xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Ngày ấy mình đã yêu ở Hà Nội. Đây là bộ phim do cô đảm nhận vai nữ chính, đóng cặp với Lương Thế Thành và Nhan Phúc Vinh. Ở buổi họp báo, Nhã Phương tỏ ra bối rối. Khi được MC Thảo Vân hỏi, em đã có người yêu chưa? Cô ngập ngừng trả lời và được đạo diễn Khải Anh giải vây bằng gợi ý rằng nên trả lời riêng câu hỏi này. Tại cuộc trò chuyện bên lề cuộc họp báo, Nhã Phương chia sẻ với báo, nếu như bây giờ tôi trả lời kiểu gì thì cũng khổ cho bộ phim lắm. Điều đầu tiên tôi nghĩ lúc này là phải làm sao không ảnh hưởng đến bộ phim. Hôm nay là ngày ra mắt phim Ngày ấy mình đã yêu, tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân. Tôi xin hứa chắc chắn rằng không xa nữa đâu, tôi sẽ chia sẻ với tất cả khán giả. Nhã Phương cho biết sau những lùm xùm xảy ra, bản thân cô cũng muốn chia sẻ mọi chuyện trong ngày hôm nay. Tuy nhiên cô không dám nói thêm vì nghĩ tới công lao vất vả của toàn thể đoàn làm phim. Nhã Phương hứa sau khi Ngày ấy mình đã yêu chính thức lên sóng và sự quan tâm của khán giả dành cho bộ phim được vào guồng, cô sẽ trả lời chính thức về chuyện tình cảm của mình. Cô khẳng định những ai yêu cặp đôi Nhã Phương Trường Giang sẽ nhận được câu trả lời chính thức để không phải nghe lời đồn từ những người khác. Chia sẻ lý do luôn giữ im lặng trước những ồn ào bổ vây, Nhã Phương cho biết cô không muốn làm tổn thương bất cứ người nào cả. Tôi lên tiếng để làm gì, tôi thường tìm cách giải quyết tốt nhất và luôn giữ kim chỉ nam là không làm công việc bị ảnh hưởng. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình vì những lùm xùm tình ái. Tôi muốn mọi người đón nhận những vai diễn và nỗ lực của mình. Tôi im lặng để tập trung cho công việc. Hiện tại tôi nỗ lực nhiều hơn, nữ diễn viên nói. Nhã Phương chia sẻ thêm, sau mỗi câu chuyện tôi học được nhiều thứ. Mọi chuyện lớn bé ập đến đều cho tôi những bài học có ích. Học bao dung cũng là một cách học. Với mọi chuyện đến với mình, tôi đều đón nhận với tinh thần trong trạng thái tiêu cực sẽ có cái tích cực. Nữ diễn viên khẳng định cô luôn sống với tiêu chí không làm người khác tổn thương và không làm gia đình buồn lòng vì mình. Nhã Phương sau đó khéo léo từ chối các câu hỏi khác của truyền thông về đám cưới với Trường Giang cũng như nam em. Tại sự kiện hôm qua, nữ diễn viên trông mảnh mai hơn hẳn so với cách đây vài tháng. Cô chia sẻ mình đã giảm khoảng 4-5 kg. Trước thắc mắc cho rằng liệu có phải Nhã Phương gầy đi trông thấy vì buồn chuyện tình cảm, nữ diễn viên phủ nhận. Mọi người hay nói là mập dễ thương, ốm đẹp nên tôi cố gắng ốm để trông đẹp hơn. Tôi mong muốn có thể diện những bộ đồ bó sát, tôn đường cong cơ thể vì trước đây đạo diễn Khải Anh hay chê tôi lắm. Nhã Phương khẳng định không có câu chuyện nào có thể tác động đến sự nghiệp của cô. Tháng 3 2018, chuyện tình yêu của Nhã Phương Trường Giang trở nên ồn ào. Thời điểm đó, người đẹp nam em lên báo công khai mối quan hệ của cô và nam diễn viên hài trong thời gian Trường Giang đang hẹn hò Nhã Phương. Như mọi lần, Nhã Phương tiếp tục giữ im lặng với truyền thông, không phát biểu hay giải thích gì. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên đi sự kiện và từ chối mọi câu hỏi về lùm xùm tình cảm. Sau đó, có tin đồn Nhã Phương đã chia tay Trường Giang và hiện có quan hệ tình cảm với Nhan Phúc Vinh. Tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng diễn ra tháng 4, 2018, Nhã Phương khẳng định giữa cô và Nhan Phúc Vinh chỉ có tình bạn. Dù đóng cặp trong phim nhưng cả hai không chụp ảnh chung. Khi được sắp xếp ngồi cạnh trên sân khấu, Nhan Phúc Vinh cũng chủ động chuyển ghế ra xa. Nhan Phúc Vinh cho biết bản thân anh không vui, thậm chí bực mình khi luôn bị mọi người soi mối quan hệ với Nhã Phương, trong khi bản thân không phải là người thích ồn ào. Nhã Phương một lần nữa nói lời xin lỗi đến Nhan Phúc Vinh và tái khẳng định hai người chỉ là bạn bè đồng nghiệp, hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm. Trong phim Ngày ấy mình đã yêu, Nhã Phương vào vai Hạ, Nhan Phúc Vinh vào vai Tùng. Hai người từng yêu nhau, nhưng sau đó quyết định chia tay, đến khi gặp lại tình cảm lại chớm nở với nhiều tình huống dở khóc dở cười. Nhã Phương có cảnh chạm tay vào ngực của Nhan Phúc Vinh. Theo như miêu tả của đạo diễn, cảnh đó đã khiến Nhan Phúc Vinh sởn dây óc. Bộ phim còn có sự tham gia của Chí Thiện và Bảo Thanh. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Vân của Sống Chung Với Mẹ Chồng đóng cặp với Chí Thiện. Trong trailer của bộ phim cho thấy cả hai có sự tung hứng ăn ý trong nhiều cảnh quay. Nam em bất chấp diện lại váy Nhã Phương mặc lúc được Trường Giang cầu hôn kèm lời thách thức. Nam em mặc giống hệt trang phục mà Nhã Phương mặc vào đêm trao giải Mai Vàng 2017, cũng chính là đêm mà Nhã Phương được Trường Giang cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp. Sau khi scandal tình cảm tay ba, nam em Trường Giang Nhã Phương lắng xuống, thì mỗi người đã trở lại guồng việc của mình.
Nam em liên tục ra MV ca khúc cũng như tung những hình ảnh. Nhã Phương tỏ ra không bị ảnh hưởng khi vẫn vui vẻ làm việc, đi chơi cùng bạn bè, trong khi đó Trường Giang vẫn chạy xô bình thường. Điều đáng nói, dù quay lại cuộc sống bình thường, nhưng nam em thường xuyên đăng những trạng thái mỉa mai hay luôn nhắc đến Trường Giang. Mới đây, trên trang Instagram của nam em lại cho đăng một bức ảnh khá xinh đẹp cùng với dòng trạng thái "Phỏ tắc em, đừng trách em, thâm cung bí sử". Ngay sau khi thấy hình ảnh của nam em trên Instagram, nhiều cư dân mạng lại nhận ra rằng chiếc váy mà người đẹp Tiền Giang mặc lại giống hệt chiếc váy Nhã Phương mặc tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Cũng chính là đêm mà Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp. Hơn thế nữa, giọng viết của nam em khá thách thức, không hiểu cô nàng đang nhắm tới ai. Dòng thách thức, mỉa mai của nam em. Cư dân mạng lại bắt gặp phụ kiện mà nam em cài trên đầu cũng là loài hoa cẩm chướng cô thích tặng sinh nhật cho Trường Giang đợt vừa rồi. Chiếc váy nam em mặc đúng là chiếc váy mà Nhã Phương đại diện vào đêm được cầu hôn tại lễ trao giải Mai Vàng 2017. Với thân hình mảnh mai, Nhã Phương mặc chiếc váy này rất đẹp và tôn dáng. Cả nam em lẫn Nhã Phương mặc đều đẹp và rạng ngời như nhau. Phi Thanh Vân mua nhà mới, còn cẩn thận mời thầy trấn yểm bùa, nào ngờ nghe phán một câu rợn người. Người đẹp giao kéo chia sẻ, ai muốn lấy cô làm vợ thì phải mua nhà riêng, không thể có chuyện về nhà của cô ở. Sau đổ vỡ của hai cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, Phi Thanh Vân hiện đang sống độc thân, công việc kinh doanh thuận lợi. Mới đây, Phi Thanh Vân đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô cùng thầy phong thủy đến xem căn hộ cô mới mua. Theo đó, nữ diễn viên cho biết, cô mua nhà mừng con trai 2 tuổi. Thầy phong thủy nói rằng ngôi nhà này chỉ nên ở độc thân, nếu như Phi Thanh Vân dẫn chồng về ở thì không hợp mệnh, hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay. Phi Thanh Vân cười lớn, cô nói, thầy cứ yên tâm, ngôi nhà này sẽ không bao giờ có ai vào đây ở, vì nếu như người đàn ông nào yêu và lấy Phi Thanh Vân làm vợ, thì sẽ phải mua nhà cho tôi ở, bởi vì ngôi nhà này tôi sẽ tặng cho con trai của tôi là bé Tấn Đức. Người đẹp đã chia tay người chồng thứ hai Bảo Duy hồi cuối năm 2017 vì hai người xảy ra bất đồng. Phi Thanh Vân từng tố cô bị người này bạo hành, đập phá nhà cửa vì ghen tuông vô cớ. Sau khi ra tòa, Phi Thanh Vân giành quyền nuôi con trai nhỏ và dồn hết tình cảm cho con. Trước đó, cô từng sảy thai nhiều lần vì sức khỏe yếu, mỗi lần đều đau như chết đi sống lại. Phi Thanh Vân ký hợp đồng mua căn hộ chung cư cao cấp từ vài tháng trước khi nhận nhà. Cô gọi đây là món quà mừng con trai lên 2 tuổi. Cận cảnh nội thất xa hoa đắt đỏ trong căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh của Phi Thanh Vân. Tông chủ đạo trắng và xám nhạt rất nổi bật. Phòng riêng của bé Tấn Đức thiết kế cầu kỳ và dễ thương. Được biết tổng giá trị căn nhà này lên tới 10 tỷ đồng. Phi Thanh Vân cho biết cô rất yêu cuộc sống tự do, vui vẻ hiện tại bên con trai. Phi Thanh Vân sẽ không vội vàng tìm người yêu, cô sẽ chọn thật kỹ lưỡng để không đau khổ lần nữa. Sau lùm xùm tình cảm, nam em nhá hàng MV mới như phim kinh dị. Nhiều ý kiến cho rằng, người đẹp đang nói gót Sơn Tùng khi giới thiệu MV mới bằng tiếng Thái, cùng những hình ảnh mang hơi hướng ma mị. Sau khi tuyên bố lấn sân ca hát và khiến cả showbiz dậy sóng bằng scandal tình cảm với Trường Giang, mới đây nam em đã tiếp tục nhá hàng MV mới để thực hiện lời hứa mỗi tháng một MV cô đã tuyên bố trước đó. Đáng chú ý, trong đoạn teaser dài 30 giây vừa được hé lộ, nam em khiến nhiều người liên tưởng đến ca khúc Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng khi có nhiều cảnh quay rùng rợn như phim kinh dị, cùng tựa đề ca khúc được ghi bằng tiếng Thái Lan. Theo tiết lộ từ ekip của nam em, Top 8 Hoa Hậu Trái Đất đã phát hành MV vào ngày 28 tháng 5. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu bước đi táo bạo của cô, khi người đẹp không chỉ phát hành ca khúc này ở Việt Nam mà còn sang cả Thái Lan để tổ chức họp báo, quảng bá MV trong 2 ngày. Trước đó, sau khi tuyên bố quyết tâm đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, nam em đã lần lượt ra mắt MV cùng anh Lisa vào tháng 3 và single Anh Có Đang Lắng Nghe Em vào tháng 4. Với sản phẩm lần này, nam em hiện đang chuẩn bị cho sự ra mắt của mình tại Thái Lan được chỉnh chu nhất có thể. Cô ấy hy vọng khán giả sẽ đón nhận những tâm huyết và sự nghiêm túc làm nghề của mình thay vì những scandal ồn ào liên quan đến đời tư, đại diện của nam em cho biết. Thúy Diễm diện nội y khoe bụng bầu được Lương Thế Thành hôn trước ngày sinh. Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn lãng mạn và ngọt ngào trước ngày đón con trai đầu lòng chào đời.
Cách đây vài giờ, Thúy Diễm chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh cô được ông xã Lương Thế Thành hôn lên bụng bầu. Nữ diễn viên còn gửi lời cảm ơn bạn bè, fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ. Qua những dòng chia sẻ niềm vui nôn nao, chờ cậu con trai đầu lòng ra đời, nữ diễn viên tiết lộ rằng hai vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ ngày đón em bé. Đồng thời cô còn chia sẻ, ba mẹ nôn ngóng con lắm rồi đó chó con ơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên làm bố làm mẹ, cảm giác chờ đợi trong niềm hạnh phúc của vợ chồng Thúy Diễm ai cũng biết. Lương Thế Thành không ngại bày tỏ lòng yêu thương và nâng niu bụng bầu của vợ Thúy Diễm. Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào ngày 14 tháng 4, 2016. Sau 2 năm nên duyên, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như những ngày đầu. Trong khi Thúy Diễm khéo léo đảm đang trong việc nội trợ, thì Lương Thế Thành cũng hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng. Giờ đây, sắp đón em bé đầu lòng, cặp đôi vẫn khiến cư dân mạng rụng tim với những lời yêu thương có cánh gửi đến nhau. Giờ đây, Thúy Diễm đã tạm ngưng đóng phim để dưỡng thai và lo cho gia đình. Cách đây vài ngày, Thúy Diễm còn chia sẻ, từ lúc có em bé chỉ ở trong nhà ít đi ra ngoài, cô nói, ngoài kia thế giới sao rồi nhỉ, em nằm mộ chẳng biết cái gì, lên tròn 12kg rồi. Nữ diễn viên muốn sinh con ở Việt Nam vì cần gia đình, được mẹ chăm sóc chu đáo hơn. Vợ chồng cô cũng đã mua căn hộ mới để đón con đầu lòng. Hiện tại sức khỏe của Thúy Diễm tốt, cô không bị nghén.